Mỹ Tâm, Mai Tài Phến sau 4 năm bị đồn phim giả tình thật, thái độ của nữ chính gây chú ý. Mỹ Tâm, Mai Tài Phến được khán giả đồn đoán ở bên nhau sau 4 năm phim giả tình thật. Mới đây chàng diễn viên 9X đã có mặt tại sự kiện để ủng hộ Mỹ Tâm. Mỹ Tâm và Mai Tài Phến sau 4 năm phim giả tình thật vẫn được khán giả rất quan tâm bởi chuyện tình ái mập mờ. Mới đây nhất, khi giọng ca hẹn ước từ hư vô ra mắt phim kể lại cuộc hành trình của đời mình, chàng diễn viên 9X cũng có mặt. Hơn hết, anh nhiều lần khen có cánh, khen ngợi đàn chị. Xem xong tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết thốt lên rằng quá tuyệt vời, quá cảm xúc. Tôi nhận ra những gì chị Tâm muốn truyền tải cho mọi người, đó là sự tử tế, sức mạnh của niềm tin. Tôi nghĩ con đường mỗi người đi đều sẽ gặp khó khăn, nhưng hãy tin rằng nếu bạn cố gắng thì sẽ vượt qua và đạt được thành công. Mai Tài Phến chia sẻ. Thời gian gần đây, nam diễn viên mất tích khỏi làng giải trí, nhưng trong các sự kiện của Mỹ Tâm, anh đều có mặt. Trước sự kiện ra mắt phim tháng 11 năm 2022, anh cũng xuất hiện tại sân vận động Mỹ Đình để ủng hộ live show của Mỹ Tâm. Bên cạnh những sự hoành tráng và mãn nhãn và show diễn mang lại, thì người hâm mộ còn dành sự xuất hiện của Mai Tài Phến. Theo đó, nam diễn viên đã check-in tại sân vận động và hình ảnh anh lặng lẽ ra về sau sự kiện đã được bắt gặp, chia sẻ khắp nền tảng mạng xã hội. Có thể thấy, thời gian gần đây, người tình tin đồn của Mỹ Tâm luôn luôn xuất hiện trong những dịp đặc biệt của cô. Hình ảnh này khiến người hâm mộ thêm nghi vấn cả hai hẹn hò là thật. Về phía Mỹ Tâm, cô rất kính tiếng nhưng thi thoảng, nữ ca sĩ cũng dành lời khen có cánh cho Mai Tài Phến. Cô chia sẻ với truyền thông rằng thích nam diễn viên ở sự hiền lành, dễ thương và chu đáo. Trong sự kiện mới nhất, khi Mai Tài Phến xuất hiện tại sự kiện, Mỹ Tâm dành lời khen cho nam diễn viên 9X. Cảm ơn Mai Tài Phến nữa nha. Cách nói dịu dàng và nhấn nhá của nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nhận được tràng phổ tay phấn khích của những người có mặt. Mỹ Tâm, Mai Tài Phến kính tiếng sau 4 năm bên nhau, nhưng họ vẫn bị khán giả truy tìm bằng chứng. Từ tháng 6 năm 2019, mối quan hệ của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến được công khai bằng hình ảnh trước người hâm mộ. Tuy nhiên, trong cuộc vẫn hết sức kín tiếng về câu chuyện này. Được biết, họ thân thiết kể từ sau MV Đừng hỏi em ra mắt năm 2017. Đây là mốc đánh dấu mối duyên hợp tác trong công việc của Mai Tài Phến và Mỹ Tâm. Trong video, nữ ca sĩ diễn xuất tình tứ bên nàng em khiến người hâm mộ của cô phấn khích. MV đạt hơn 1 triệu lượt xem sau một ngày. Sau dự án, mối quan hệ giữa hai người trở nên khăng khít hơn và đi đâu họ cũng có nhau. Dù không tiết lộ chuyện tình cảm rõ ràng, nhưng hành động ngoài đời của Mỹ Tâm dành cho Mai Tài Phến không khác gì những cặp đôi đang yêu nhau. Năm 2020, Mai Tài Phến và Mỹ Tâm ít xuất hiện hơn trước công chúng. Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng dường như mất tích trong làng nhạc. Tuy nhiên, vào cuối tháng 6 cùng năm, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vẫn xuất hiện bên nhau trong sự kiện của gia đình nhà gà. Họ chung khung hình, ngồi cạnh nhau cực tình tứ trong buổi đi ăn cùng với bạn bè thân thiết, gồm có anh trai Mỹ Tâm, làm fan rần rần vui mừng. Lâu lắm rồi mới có dịp nhìn thấy Mỹ Tâm và Mai Tài Phến xuất hiện thân thiết như vậy. Trong hình ảnh, Mai Tài Phến ghi điểm bởi body cơ bắp, nhưng gương mặt lộ rõ vẻ phờ phạc. Màn tương tác thân thiết của thầy giáo Mưa cùng với anh trai người thân của Mỹ Tâm càng làm khán giả tin rằng mối quan hệ cả hai không chỉ là tình bạn đơn thuần. Các fan lúc này cũng đang rất nóng lòng chờ đợi Mỹ Tâm và Mai Tài Phến sẽ sớm công khai chuyện hẹn hò. Không chỉ vậy, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã lộ nhiều khoảnh khắc rõ mồn một. Cả hai không ít lần bị bắt gặp diện đồ đôi, từ quần áo đến nón cặp. Điều này khiến fan tin tưởng là họ là một đôi của làng giải trí.